Và tuần này sẽ là một chiếc vlog thức tới sáng. Mình không biết mình sẽ thức tới mấy giờ nhưng mà ba ơi, không dám đâu má. Không dám gì? Thức tới sáng thì chị ba làm gì? Thức tới sáng thì chị ba làm gì? Thừ. Ghê quá. Ok, và đầu tiên để bắt đầu cái chiếc vlog overnight này thì chắc là mình phải phụ việc đi dọn phòng một chút. Chưa kịp dọn nữa, chưa dọn nữa là nằm đi quậy phá làng phá xóm. Kêu tao dán cái này vô mắt rồi. Má hồng quá. Mẹ má hồng. Chị đang hửi mẹ. Đừng có chân đang ngủ xong rồi cái tôi vượt lại tôi vượt quậy. Ôi nãy giờ mình kiếm cái máy cái cây di dụng máy quay mà không thấy. Vì mình không tìm thấy cái cây quay nhỏ của mình nên là mình sẽ dùng cái cây này. Ok. Ok, và việc đầu tiên chắc là mình với Diệt Thi sẽ dọn phòng. Ừ, hồi nãy nói rồi mà. Xong rồi mình sẽ vô nước đá và dọn dẹp vài thứ trong phòng mình. Nó luôn luôn bừa ra sau một ngày, mặc dù là hôm qua tụi mình mới vừa dọn nhưng mà bằng một cách thần kỳ nào đó thì hôm nay nó lại bừa ra tiếp. Nên là ok, dọn thôi. She calls me day and night. I'm sorry, girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good, then you would feel alive. Chơi hai
Nè nè, nó nhỏ xíu. Trời ơi, vì khi nó xe lông con nhỏ nè. Chịu nổi không? Không hiểu chi nữa. Con này nè, còn cái con này là cái con của mình nè. Yeah, yeah. Đang nhìn cái con này, đang nhìn cái con trốn thoát, dành chỗ ngủ của nó, trốn thoát trong vô vọng. Thấy thương quá rồi, thôi mày chổng đi, mày ra ngoài lây bệnh cho con tao. Okay. Thì mình đi chơi với mèo, mình mới dọn, mình đã làm xong hết tất cả mọi thứ rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tẩy trang. Thì dạo này mình kiểu cũng hơi lười á. Mình rất là lười tẩy trang, với lại mình cũng lười mua bông tẩy trang nữa. Nên là mình dùng cái này. Cái này nó kiểu là toner nhưng mà có thể dùng để tẩy trang nhẹ được. Tẩy trang hàng ngày. Nhưng mà nếu mà trước khi dùng mình nhớ dắt cái nước đi. Không thì nó rất là cay mắt. Kiểu dùng cái này vừa đỡ tốn bông tẩy trang, vừa đỡ tốn tẩy trang. Cái này nó cũng kiểu là toner nữa. Không có tẩy được mấy cái mà makeup chuyên sâu, makeup kiểu makeup đậm hay là makeup dạng lì á, thì nó sẽ khó tẩy ra. Nhưng mà makeup bình thường hàng ngày thì nó ra hết. Mình khá chuộng cái này vì mình lười, nên là mình dùng cái này cho nó lẹ, nhà nó tiết kiệm eco. Mình chuốt mascara xong rồi mình kẻ mi, mình đánh phấn với lại kim, không có kim nền, đánh phấn với lại che khuyết điểm là gần như là nó sẽ ra hết 100% và nó sạch luôn. Và đỡ làm mấy cái khác. Với một đứa lười như mình thì mình tối ưu hóa tất cả các sản phẩm của mình theo từng ngày. Mình không biết mọi người sao nhưng mà mình cảm giác là lên đại học rồi mình không còn thảnh thơi, mình không còn có nhiều thời gian. Mình cảm giác là cái vốn thời gian của mình nó bị thu hẹp lại rõ lắm các bạn. Mình không biết mọi người sao. Hồi trước mình, hồi lúc mà mình còn học cấp 3, mình suy nghĩ chứ ôi, lên đại học chứ phải khỏe lắm. Kiểu học tuần cũng không học hết, ý là một tuần, mình nghĩ là một tuần cũng học kiểu 3-4 buổi chứ không phải là lên hết nguyên tuần học như là cấp 3. Mình không biết trường các bạn như thế nào nhưng mà trường mình là học hết tất cả các ngày thứ. Trời ạ, nhiều khi deadline nhiều tới mức hôm thứ bảy chủ nhật mình cảm giác mình không có ngày rảnh. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình chúc các bạn thành công với ngôi trường đại học mà mọi người đã chọn. Mình thì nếu mà mấy bạn hỏi mình là mình có hối hận khi đăng ký ngành này không thì mình không. Mình thấy hơi cực. Chắc chắn mẹ mình sẽ không thích điều này, nhưng mà đôi khi mình mệt quá thì mình hay không đến lớp mấy cái tiết buổi sáng, nhưng mà tiết buổi chiều thì mình vẫn đi học. Đôi khi mệt quá thì cũng không luôn. Thì mình khá mệt. Ok, xong rồi. Ok, đi đánh răng rửa mặt thôi. Thì mình đến cho mọi người coi. Nè không, mascara là gần như đi hết luôn. Ok, rửa mặt thôi. Thì ở trong toilet ở bên này thì nó hơi tối nên là mình đã tăng cái độ sáng lên. Mong là cái video của mình nó ra được một cái gì đó mà không quá thiên ghê. Đánh răng thôi. Ê mọi người, mình thời đợt sinh nhật của mình á, mình lên công ty xong rồi cái mình bốc thăm để được nhận quà. Mình bốc được cây bàn chải này, kiểu xịn vãi. Lúc mà mình thấy là mình bốc ra cây bàn chải điện là mình đã thấy nó ngầu rồi nha. Xong rồi cái mình thấy cái việc bốc ra cây bàn chải điện này nó ngầu hơn nữa là tại vì ở trên cái hộp nó ghi là bản limited edition. Mình kiểu ngầu vãi.
ví dụ cái bàn chải này nó còn có cái đầu để rửa mặt, mình cứ để nó luôn mình chè. Lâu lâu nó sẽ tự tắt, chắc là cái chế độ nó cài đặt như vậy, mình không thích nó tự tắt lắm. Kể đi cũng đã. Nhẽm nhí luôn. Mình lại dùng cái hộp hồi nãy làm toner. Trời ơi. Trời ơi, mình sẽ vắt cái nước ra nhớ. Ê, mình thấy này nó hơi nhiều nước. Lâu lâu nó cũng tiện, nhưng mà lâu lâu nó cũng không. Mình thấy không nhiều hơn có. Ý là mình chỉ qua chợ cũng lâu rồi á, nhưng mà mình chưa có đem hết đồ skincare mình qua nên là mình sợ bể rồi. Chế tay. Là mình chỉ xài serum xong rồi xài dưỡng ẩm. Trời ạ. Nó thấm thấm xíu xong mình sử dụng kem dưỡng ẩm. Ấy giờ này mình hay xài cái Johnson Baby á, tại nó thơm, thơm mùi amber á. Mày cứ cho Johnson Baby để đâu mất tiêu. Cái gì vậy trời? Cứu tôi với. Nói chung là nó mở nè. Làm ơn ai đó cứu tôi. Môi của mình nói cho dù mình dưỡng một tuần lễ cho nữa nha, xong rồi cái cho dù là bữa đó mình xài son môi, mình son môi một ngày thôi, thì cái môi của mình vẫn khô quéo lại. Chắc là do cái chất môi của mỗi người hay sao, mình không giải quyết được vấn đề này luôn á. Mặc dù là mình đã dưỡng môi mình hồng lên ok lắm nha, nhưng mà cái vấn đề về môi chắc là do chất môi. Mặc dù là hồi trước mọi người cũng có chỉ là tẩy tế bào chết xong rồi dưỡng môi hàng ngày á, mình đã làm rồi, nhưng mà nó không có hiệu quả gì đó. Kiểu như là nó chỉ hiệu quả lúc đó thôi. Xong mình son môi lên thì nó đẹp, thì có đẹp thiệt á, nhưng mà sau một ngày và sau vài tiếng đồng hồ, vài tiếng đồng hồ thì hơi quá. Sau cỡ nửa ngày hay là một ngày gì đấy thì nó bắt đầu nó khô lại. Xong là chán chả buồn nói. Ok. Và mình đã thay cái áo, tại vì hồi nãy do mình dọn phòng xong rồi mình mặc cái áo khi hai cái tay áo nó bị ướt luôn, hơi khó chịu. À, chắc là mấy bạn, chắc là các bạn 2K5 mới vừa thi xong. Hồi đầu mà mình thi xong á, mình hơi lo các bạn. Mình cực kỳ lo luôn á, mình lo là mình sẽ không đậu vào một trường nào cả. Vậy chắc là mọi người cũng đang trong tâm thế như vậy. Và tụi mình cũng à không, tụi mình không trong tâm thế như vậy, tụi mình đang trong tâm thế là chuẩn bị thi. Nên là bây giờ chắc là mình với Diệp Thi sẽ ngồi học bài, làm bài hay là trả deadline gì đó một tí. Ok, làm thôi. I'm not sure if I'm going to be able to do it.
cause I have to fake my chị bà hủi đầu tay có gì không má? Trời ơi, 4:45 rồi mọi người. What the fuck? Này chị bà thấy mấy người chảy 8 giọt nước mắt. Nhớ nhìn nhìn tắt đèn. Tắt đèn. Tắt đèn. Dưới chân tắt đèn đó. Dưới chân tắt đèn. Ok, thì bây giờ đó là có mèo á. Nè, nè, tí mèo. Tí mèo. Ok, thì bây giờ đó là 4:50. 4:48. Chắc là mình sẽ coi phim hoặc là chơi game gì đó một xíu. Bây giờ mình nhức đầu, mình nhìn vô bài mình không biết làm gì hết trơn. Mình làm được mấy cái bài toán không biết làm gì hết. À, có một cái điều rất là gì vậy này nọ luôn nhá. Kiểu như là lúc mà mình thi vô học điều dưỡng là mình thi tổ hợp B là toán, hóa, sinh. Nhưng mà giờ mình vô mình học cái gì? Hóa, sinh, lý. Không hề có toán luôn. Mình kiểu cái môn toán yêu thích của tôi đâu? Tại sao không có môn toán mà lại là môn lý? Thì quay cái khúc này xong, cái điện thoại mình đã ngủm luôn. Và mình cũng đã đi ngủ ngay sau đó luôn. Ok, vậy là video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video rồi nha. Bye bye mọi người, yêu mọi người. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo. Bye bye.